100% với các sắc thái dân tộc đặc trưng. Kính thưa ban giám khảo, Châu Đầm thì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chiên nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùng mà chẳng hơi tanh mùi bùng. Trong văn hóa Việt Nam, hoa sen không chỉ là loài hoa đẹp mà còn là biểu tượng trong tâm thức người Việt, là biểu tượng có nhân cách người Việt. Đây cũng là loài hoa duy nhất hội tụ đủ trong mình những ý nghĩa nhân sinh cao quý, ý nghĩa triết học, ý nghĩa âm dương ngũ hành và sự vương dậy mạnh mẽ, một ý chí sống mãnh liệt như dân tộc Việt Nam. Chính vì